Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với thần phong mỹ tục của Việt Nam. Sếp Tùng number one, sếp Tùng không mập địch, sếp Tùng đẹp trai, sếp Tùng rất là xinh, sếp Tùng luôn đi tắm, sếp Tùng không ở dân, sếp Tùng number one, sếp Tùng trời ơi là trời. Mèo, mèo chị Banana có thôi đi không? Cái gì mà sớm mới sáng sớm ra mà quậy trước cửa nhà tôi đòi cái gì vậy? Mấy bạn thấy không? Mình đâu phải là đơn giản đâu. Mình mà được mèo chị Banana cũng phải gọi mình là sếp nữa, bạn thấy không? Rồi không chứ mấy bạn? Chúng em yêu sếp. Chúng quý sếp. Chúng em muốn được đi chơi. Chúng em không muốn cạp đất nữa. Chúng em không muốn cạp đất. Đó đó, nãy giờ tưởng cái gì làm tôi quay video lại là tôi tính khoe với mọi người là tôi được mẹ chị Banana gọi bằng sếp. E nhè đã đời đòi đi chơi. Thôi, được rồi, được rồi. Nếu các bạn đang xem video này mà là lần đầu tiên đến với channel của Red Hood thì mình xin tự giới thiệu mình là Red Hood VN, là trưởng team Pirate. Mấy bạn nhớ xem video của mình và bạn cho mình một like, một subscribe với một bình luận nha mọi người. Còn bây giờ mẹ chị Banana. Sếp mẹo. Cha là mẹ. Sếp anh là chị. Sếp là người tốt nhất trên đời. Sếp sẽ dạy cho mình. Cởi con chơi, sếp là con quyền cho em. Cái đứa đứa nè, tắm cho cái mặt nè. Hai người có thôi đi không? Từ sáng tới giờ cái đứa nhảy hoài, nhảy hoài. Cởi cho em chạy em chơi. Sếp, sếp là tàu lửa cho em chạy em chơi. Trời, coi kìa quá đáng, quá tàu quá đáng luôn á. Sếp là tất cả, sếp. Bây giờ đó của hai người muốn đi đâu? Muốn đi đâu chơi? Sếp là sếp nè, hay là tôi dẫn mèo đi Nhật Bản, dẫn chị Banana đi Thái Lan chuyện giới, còn mèo đi Nhật Bản chơi đồ mèo. Nó nên 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 nên. Chứ giờ sao? Tính của chị lắm. Cái gì vậy? Cái gì mà tôi mới nghe cái từ gì đó? Hả hả hả? Ngăn thường dẫn chị đi Thái Lan. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi chứ có được đi đâu chơi, chứ được ra khỏi cái làng ngày nào ở trong làng. Trời ơi, có tháng nay làm video tụi mình ở trong làng không à? Đúng đúng á. Không mà chị hơi nấc quá. Cái gì vậy? Chị Banana muốn đi tắm biển à? Được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi, thôi đi, hai người này muốn được đi chơi thì nói cái thôi là được chứ gì. Bây giờ mỗi người giao nộp cho tôi 4 MR đi rồi tôi dẫn hai người đi chơi, coi như đó là tiền đưa hai người đi chơi. Tội dẫu quá, nhào lộn hiếp hết rồi ha. Đưa tiền chị Banana, đưa tiền. Dạ có đưa không? Bà trong túi rơi ra, cưng lụm hết rồi lấy đâu còn. Trời trời, bà nói bà làm thơ nữa kìa. Thôi, không có tiền cũng được, nếu không có tiền thì đi chơi hơi nghèo xíu nha. Chơi ừ. Chơi sao? Thì nè đi theo tôi nè, tôi dẫn ra bãi biển nè, tôi dẫn cho cái trại chơi là được rồi đúng không? Ủa? Khỏi đi khách sạn. Hả? Đúng rồi. Tại vì chị với mèo á có tiền đâu mà dẫn đi chơi chỗ sang chỗ xịn được. Không có tiền thì mình chơi theo kiểu bình dân chị Banana. Biển có chơi là vui rồi. Vậy rồi ăn có gì ăn. Thì ăn thì mình vô rừng mình chặt heo mình ăn, còn á chơi thì mình nhảy xuống nước mình tắm. Thôi ở nhà luôn đi. Trời ơi chị đâu ăn nhẹo quá, đoạn tôm Alaska. Thôi được rồi, hôm nay á em dẫn mẹ với chị đi chơi cắm trại thiệt là vui luôn nè. Bảo đảm vui, không vui là không đờ, không ăn tiền luôn, thiệt. Thấy không, chị thấy là nãy giờ chưa vui nha. Giờ chị heo em đi là hồi được vui liền, chị Banana cái mặt của chị trời ơi. Đó, không có kìa. Đây nè mẹ. Tôi không biết cái chuyến cắm trại lần này của tụi tôi thế nào nữa mà lâu lắm rồi tôi chưa có cắm trại mọi người. Hôm nay tôi cắm trại tôi ước vậy mấy bạn cho tôi 500k like giống như hồi đó. Ước vậy các bạn cho 500k like, nếu mà các bạn cho tôi 500k like chắc tôi làm đám cưới với mèo thiệt quá. Ê Hút ơi. Cái gì? Chị Banana cái video nói lần trước được 500k like tôi biết rồi, mấy bạn fan cứ kêu anh Hút lên làm đám cưới với mèo đi, anh Hút lên hoài luôn á. Chị Banana nói bữa nay chị Banana ở nhà, chị Banana không đi theo mình nữa. Sao vậy, sao mới đi theo kìa? Chị Banana ở nhà chị Banana. Thôi đi tới chỗ cắm trại lẹ lên đi, 500k like tôi còn làm đám cưới với mẹ ngoài đời thiệt nữa nè, lẹ lên. Tới nơi rồi. Nhìn nè mọi người, đây chính là những cái liều trại mà tụi mình sẽ cắm. Đó, ai mà không có tiền mà tụi mình không đi cắm trại sang xịn mịn được. Ôi hết hết hết. Cái gì? Trại này trại nghèo thiệt nha. Tại sao trên đó có mấy cây cơm ba nó kẹp lại vậy? Ờ, tại vì tụi mình không có nhiều tiền, tôi chỉ mua được như đó trại thôi à mèo. Có chắc là ở được không? Được. Cái trại màu vàng là của bà Banana nè, review cái trại của bà đi mọi người. Cái trại này trại của tôi. Cái gì? Màu hồng mới của mèo nè, màu hồng của mèo nè. Là cái trại này cũng là trại của tôi. Ủa vậy à, bà Banana bà ngủ ở đâu? Chị Banana đây nè, chị Banana ra đây. Chứ đừng nói Dũng Sình này là cái trại của bà Banana nha. Chị Banana ra đây. Đâu. Mênh mông là biển luôn á. Đó, trại chị ngoài đây nè. Oh my god. Chị kéo bên kia. Tưng tưng năn nỉ hả chị hả, kêu đi qua kêu đến thôi dành đi chơi chờ đó cưng chân dạ. Chị Banana lên bờ lẹ đi chị Banana. Em nói thiệt luôn á, nhìn chị mỹ nhân vậy sao nay da chị đen thiệt luôn á. Sao cái mặt bên này đen mà nó đen thậm tệ okay luôn á. Mày có thấy không? Oh cái mặt da mặt mình nó sáng mà da mặt của bà Banana mấy bạn nhìn đi nó đen mà nó đen. Nhìn chị Banana giống mày mù dắt lối lắm luôn nè. Nhìn chị Banana sao nay đen quá thôi, chị lên bờ vậy. Hôm nay nhìn chị xui quá, chị Banana mất công hồi chị đứng dưới này nữa. Chị làm vợ Hà Bá nữa chị Banana. Heo heo như em biết. Ủa nãy nó nghe nè,
từ sáng giờ dẫn chị đi chơi chốt, chị có chơi gì chưa? Chưa, chị chưa chơi gì hết, nhưng mà lên đây nè. Như là chị bị ăn đấm hơi bị nhiều rồi đó. Nè lên đây nè, em dẫn đi chị chơi nè, chị Minh Đăng. Đây đây, lại đây, lại đây, đây. Tôi có chuẩn bị đồ đầy đủ cho mọi người cùng chạy luôn. Đây, lại đây, lại đây. Chị Minh Đăng cầm theo một cái rìu đi chị Minh ơi. Cầm theo cái rìu đi. Chị đi chặt cây thử. Đúng rồi, chị đi chặt cho em cái cây này nè. Cái gì không đó chứ rìu trong người chị cả đống cả làng. Nè nè nè, chị đốn cái cây này giùm em đi chị Minh Đăng. Đốn đốn cái cây này đi em cho chị chơi này vui lắm nè. Ai cái này bự quá. Không có chặt cái bự. Chặt cái nhỏ nè. Cái này. Trời ơi, chị phải chặt đi chứ. Đó. Hình như cái chặt cái này là hình như bà bị tái bệnh đó mèo ơi. Chặt cái nào mà bớt bệnh là đi. Chị Banda bà bệnh xịt khói mấy bạn Thanh nó cứ nói hoài à. Mà tới giờ chị Banda còn chưa đỡ nữa. Ừ, sao bệnh chị càng ngày càng nặng như càng ngày càng nhiều quá thì phải. Nè, bây giờ nè bỏ cái này vô. Thành 16 cái gỗ sồi này nhìn tôi nè mèo, nhìn tôi nè bảo đảm mèo chị Banda hết liền. Cái gì? Tôi dẫn mèo chị Banda đi cắm trại gần bãi biển á là tại vì tôi muốn cho mèo chơi cái này nè. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi nhìn nè, thả cái điều vô. Đó. Tôi đã làm ra được một cái dáng sượt sống đó mèo, dáng sống đó. Từ từ từ, cái dáng này của tôi nên tôi phải nhận màu đỏ. À, nhìn đẹp không, nhìn đẹp không? Cho tôi cái trước kìa. Cho tôi với hết cho tôi. Đây đây, tôi có cái rìu đây, xong. Tôi có rìu nè. Phải có rìu chơi, tôi bỏ 8 miếng này xuống nè nha. Rồi đây. Bỏ xuống. Rồi. Rồi mèo cầm được rồi đó, quăng cái dáng ra mèo, quăng cái dáng ra đi, quăng cái dáng ra. Màu hồng nha, màu hồng. Màu hồng đúng không? Quăng ra đó. Gỗ của chị đâu? Chị mới có 4 gỗ à. Đi đốn thêm đi, đi đốn thêm gỗ đi. Mè 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 mè. Cái thuyền màu hồng nè, làm gì làm gì? Nè cái thuyền này nha, không có cái thuyền, cái này cái dáng nước sống. Cái dáng nước sống hả? Bơi ra đây, bơi ra đây. Mẹ có phải thả cái dáng ở đây. Đó, rồi đứng lên cái dáng. Nước sống á mèo. Rồi sống đâu, lướt dữ chứ. Ủa, hình như hôm nay sao không có sống ta. Sống yên biển lặng quá chừng luôn á. Hình như sống yên biển lặng quá thôi. Cái này có chơi là được rồi. Đây đây đây, cầm vô đi. Mất công á, hồi nữa xuống nước làm hà bá nữa mèo ơi. Thôi để đó luôn đi, chứ tôi thấy là vô tri rồi đó. Cái này sao mà vô tri được. Rồi tôi muốn cầm tôi để về nhà tôi xài à. Bây giờ nó dính ở đó luôn rồi. Làm cái khác thôi. Bà Banda bà giác rồi bà đâu. Quăng 8 gỗ ra. Quăng 8 gỗ ra. Trời ơi, sao chị đủ 8 gỗ không vậy? Bà quăng 32 gỗ ra chơi. Đó. Rồi, ê, quăng cái thuyền của chị ra. Mình nhìn kẹp nách cái chị này. Quăng cái thuyền của chị ra. Ê, quăng lên đây nè. Rồi, quăng đâu? Chị quăng ở dưới, từ ở trời. Rồi, bà đứng đó luôn đi bà nội. Nè, tôi lấy lại được cái thuyền rồi nè mèo. Chúc mừng, bà vô, bà vô. Ừ, ừ, chị Banda, chị quăng cái thuyền của chị ra, chị Banda, cái xuồng của chị ra. Cái này chưa bằng cái dáng, cái thuyền cái gì. Dán. Đó, đó, cho chị màu vàng luôn. Cái sọc màu vàng của chị cưng nên cái màu đỏ vô chứ ạ. Ủa, thêm nè, màu đỏ, em phải thêm cái sọc màu vàng vô chứ bộ. Tính ra thì, đẹp không, đẹp không? Cái màu vàng hồi nãy á, tôi thấy nó được hơn á, cái màu vàng này nhìn. Rồi, vậy là đẹp lắm rồi. Ba đứa mình cùng nhau á, ra đây, ra đây, ra đây. Quăng cái này ra, chạy bơi, bơi ra xa, bơi ra xa. Tôi biết cách để có sóng, nặng nước sống rồi nè mèo. Nước sống bao vui luôn nha mọi người. Rất là, thật là vô tri luôn nè, nè, nhìn tôi nè mèo. Sống xa xa ra mới có sống. Bơi xa ra, bơi xa ra. Đó. Rồi sống rồi. Dữ chưa? Rồi quăng cái thuyền của mọi người ra, quăng xa xa ra, quăng xa xa tôi ra. Xa ra hả? Đúng rồi, đừng có đứng gần quá. Rồi, mọi người quăng ra đi. Sao có vậy? Ra sâu rồi, chị không đó, mẹ quăng ở đó, còn chị Banda quăng đâu? Em đây. Giỡn mà sâu. Trời ơi, chị Banda chị ra gần đây. Chị đây nè. Chị chìm bây giờ nè. Nè, nhìn cái mặt chị đang đen lắm nha. Rồi, xong. Mèo, mèo, chuẩn bị có sống lên rồi đó mèo. Ôi, bụng quá mèo ơi. Bụng quá, bụng lắm. Ôi, bơi bơi lướt, lướt, lướt sống, lướt sống mèo ơi. Ôi, sống lên. Từ từ từ, nó tới, nó tới, nó tới. Ôi, trời ơi, tôi bị sống đè luôn rồi. Ôi, trời ơi. Ôi, sống cao quá vậy. Ôi, sống cao quá mèo ơi. Rồi, sống rồi. Ê, hình như lướt sống này hơi bị vô tri nha. Sống này nó cuốn vô cái đầu mình á. Chứ cái lướt, trời ơi, nước này. Sống này nó lạ lắm, nó sôi nước lên luôn rồi kìa. Trời ơi, trời. Thôi. Chị của chị rồi. Ủa chị mất luôn cái xuồng này, chị Banda, cái dáng nước sống của chị mất luôn hả? Ê, cái dáng nước sống tụi á tự nhiên đổi màu được nè. Ủa, trời ơi mèo chơi cái dáng của bả kìa. Sống cuốn vô cái chơi cái dáng của bả luôn. Dáng nước sống của tôi. Dáng nước sống. Tự nhiên mình nước sống xong mình được cái gì nè? Cái gì vậy? Trời, chọn xuống đất, chọn xuống đất. Ơ, chị con cá nè. What? À, mèo rồi. Chị Banda được cái gì? Em ơi, trời ơi, sao có mình tôi được con cá vậy? Ủa, thôi cho mẹo luôn nè. Tại vì biết sao không? Lướt sóng dở quá. Thôi thôi, bây giờ tụi mình chơi trên trên này đi mẹo. Cái này vui quá vậy. Cho mẹo chơi cái xô này nó. Cái xô với cái đó đó. Xúc cát bỏ vô xô đi mẹo. Cái này làm gì? Đó. Rồi xúc cát đi mẹo, chị Banda chơi đi nha. Còn tôi đi chuẩn bị đồ tiếp. Đó mấy bạn thấy không? Tụi mình đã đi chơi cắm trại bên bờ biển thiệt là vui luôn á. Mọi người thấy không? Nếu mọi người thấy vui thì làm ơn cho mình xin một like nha. Còn bây giờ thì mình đi chuẩn bị cho mèo với chị Banda một cái bất ngờ mới. Cái này mình giấu giấu đi. Hai người đang chơi đó kìa. Đây, mình làm một cái thứ xịn hơn cái giá này nữa. Nãy giờ cái giá này nó cùi quá mọi người ơi. Dục cái giá này đi. Để mình coi làm cái gì. Chiếc thuyền gỗ. Ôi, ở đây mình không đủ gỗ rồi. Làm một cái bàn chế tạo ra. Rồi, để ở đây làm thêm một chiếc thuyền gỗ nữa. Hai chiếc thuyền gỗ, đặt cái chiếc thuyền gỗ này ra nè. Đó, rồi đặt thêm cái nữa. Wow, một chiếc thuyền đó. Cái thuyền này mới xịn nè, cái thuyền này chèo xịn hơn cái chiếc thuyền kia luôn. Ê, mẹ chị Banda, mẹ chị Banda đang làm gì đó? À, tôi muốn xây lâu
xây lâu đài cát cái gì? Ra đây coi có đồ chơi xịn hơn nè. Đó. Lên thiệt, chẹo mèo chẹo. Ủa, chẹo mèo chẹo nhanh luôn nha. Chơi mình cân hả hốt? Rồi, thì chơi mình em mà. Làm gì chơi chị chơi chị đã. Tính đủ ở đây cho chung bể đi chơi. Dạ, cho mèo chơi đó mèo ơi, chơi đi mèo. Của em. Ở chị, chở chị mèo. Cái này chèo sao khó chèo. Trời ơi, mèo không biết chèo, mèo phải đánh cái tay chèo mèo mới chèo được. Đó, mèo chèo được rồi kìa. Trời ơi, chèo đúng lẹ luôn. Còn cái mặt chị kìa, không có chuyện để chơi á. Chị Minh Đăng đứng ra, tay bạn hàng hải. Chị Minh Đăng, chị chỉ cần làm cái thuyền gỗ này nè, chị đặt ra. Nè, chị đặt ra một cái. Rồi, xong á chị cầm chiếc thuyền gỗ này chị quăng vô. Đó, thêm một chiếc nữa kìa. Rồi, thả nước chị Minh Đăng cầm thả xuống. Chị cầm lên tay, chị thả xuống. À, để chị bưng lên. Trời ơi, mèo làm gì sao mà bưng. Chị thả xuống nước đi. Chị quăng ra. Đó. Rồi, nhảy lên. Rồi, ba mèo gà vậy rồi. Rồi, tôi với mèo bơi nè mèo ơi. Rồi. Mèo bơi vòng vòng, mèo bơi vòng vòng. Chị Minh Đăng, lên đi của chị nè. Thôi được rồi, tôi thấy vô đây đủ rồi đó. Ê, mọi người ơi, nãy giờ mình chơi ở trên bờ cái gì, chơi dưới nước rồi mình mệt rồi, bây giờ á mình lên cắm trại trên bờ đi. Tối quá, có chuẩn gì bị ăn trời hơn. Tối rồi, bây giờ tụi mình đã chuẩn bị đồ ăn rồi, đang trời trời tối xuống đi mèo. Ok. Tự ơi, chị ba ta, thúi quá đi. Tự ơi. Cái này ở ngoài cái cấm lỏng không có nghe gì đâu. Chị làm một phát là nó gian dậy cả khu rừng luôn á chị ba ta. Trời ơi, nè nướng miếng thịt cuối cùng đi rồi ăn luôn đi chị Panda. Trời ơi, trong đó vậy. Kinh dị thiệt luôn á. Cho chị ăn cái mấy miếng thịt mà chị làm một cái nó gian vậy cả khu rừng xanh và bãi biển luôn chị Panda. Ra đây mình rung rinh luôn. Ra đây mình ngồi mình ăn riêng đi hết. Mẹ ớn quá luôn á. Trời ơi, chị kinh dị quá. Ghê luôn á. Nghe mẹ cưng có thấy không, tội nghiệp mấy con chim đang ngủ mà chị nó cứ hình tái lộn nó bay đi chỗ khác luôn á. Ớn quá đi. Chị sống vậy chị sống được á. Thôi làm nữa cánh nữa được thôi. Nghe cái câu chuyện của chị. Chị làm cái rạc như vậy á, em cũng muốn kể một câu chuyện góp vui nè. Chuyện gì? Âm thanh nó mà kể chuyện bằng cái lỗ mông mà. Còn bây giờ tôi kể chuyện bằng cái lỗ mồm tôi nè. Nè, ông sao lại so sánh như vậy? Tôi giỡn thôi. Nè, chị Minh Đa, em kể cho chị nghe câu chuyện này nè. Giữa cái rừng hoang như vậy, lạnh á, tôi kể cho một câu chuyện nghe đúng sợ sao? Luôn. Kể đi. Lâu rồi các bạn fan á chưa nghe tôi kể chuyện đúng không? Để tôi kể chuyện cho mấy bạn fan với lại chị Panda nghe nè. Ngày xưa, tức là hồi mới tháng trước, cũng có một đoàn cắm trại vào trong cái khu rừng này nè. Đối diện biển cắm trại. Kế á cũng cắm trại vui vẻ lắm. Cũng ba người cắm trại vui vui vậy nè. Cái hai người kia người ta là một cặp nam thanh nữ tú. Người ta đi người ta dẫn bạn trai bạn gái hay cắm trại. Dẫn theo một cái cô gái khác. Không có bạn trai chị Panda. Mà cái cô gái nó bị cái là xấu quá cả. Ủa sao tôi nghe câu chuyện đó là bà già. Ủa vậy hả bà già. Bà già. Bà Panda đâu mất tiêu rồi. Ê vậy ngủ sớm vậy thôi. Dậy. Ra đây. Thanh nữ tú gì hết á. Ai nói chị đâu, chị có tật giật mình hay gì hả? Không có ai nói chị hết á. Cái hôm nó đang nó nghe là cái gián đoạn nó cũng bỏ qua luôn kể. Rồi, coi như là bỏ qua cho chị Minh Đăng. Cái người ta đang cấm trại vui vẻ như vậy nè. Cái mày biết sao không? Sao? Cái cặp đôi nam nữ kia chơi kỳ lắm mèo. Sao? Người ta bỏ bà già ở lại trong rừng một mình, không dẫn bà về. Ủa? Thế là bà bị tức giận quá. Ủa, bà Panda đâu rồi? Thì Panda vậy. Vậy. Sao bà gì mà cứ một cặp hoài vậy? Rồi, bỏ qua cái gián đoạn đó là cái bà già đó bị bỏ lại trong rừng một mình. Thế là bà tức tới mức cái cổ bà dài ra. Trời ơi, bà chờ hai cái cặp đó trở lại đón ở trong rừng, bà chờ dài cổ luôn. Chị này tôi biết nè, biết đúng sao rồi. Không? Sao? Là tối á, người ta ngủ xong cái bà đó sáng ra, tự nhiên cái sáng sớm lúc ta dọn trại, bà ngựa, tự nhiên lúc đó bà đau bụng. Cái bà đi, bà chạy vô rừng, bà đi mất tiêu, bà không nói ai tiếng nào á. Đúng không? Đúng rồi, bà đi ỉ. Cái xong cái hai đứa đó nó đâu biết đâu. Nó tưởng nó quên luôn, nó tưởng nó đang đi cắm trại riêng. Cái nó đi, nó kéo nhau đi về. Xong cái bà mới chạy ra, bà chạy ra ngoài đây bà đứng. Bà hòn giọng chờ em bả. Đó, cái sao đứng bà chờ 7-7-4-9 ngày. Bà nghĩ là ồ chắc à mấy đứa đó sẽ nhớ đi trước bả, ai ngờ đâu. Nó chờ bả leo cây luôn. Cái cổ bả già. Đúng rồi. Câu chuyện đó tự tính ra tôi tưởng nó có mình tôi biết, ai nhà mẹ cũng biết rõ hơn tôi nè. Bả chờ cái cổ bả dài thì là dài luôn chị Minh Đăng. Cái sao bả xịt khói luôn. Đúng rồi. Từ đó bả mang cái điểm gì là chị Minh Đăng. Mà nó nghe nè, tôi thấy câu chuyện đó cái hai cái người đó thật là ác độc luôn hả mẹ. Không phải tại cái bà đó đó. Sao bả chạy đi ỉa bà ai mà trách được chị Minh Đăng. Không được. Đáng lẽ là thiếu một người là không được về. Mà chị biết gì không? Chị biết gì không? Sau khi mà bà đó xịt khói á, bà có một cái chấp niệm gì nè. Nếu mà ai đi cắm trại á mà có cặp có đôi gì thôi. Còn ai mà đã già mà đi cắm trại mà có một mình mà ế á là thế. Bà cũng lỡ bà rủ bà đi chơi chung chưa đó. Chị Panda. Ở đây nè. Kim cương thì chị Panda.
Kim cương nè kim cương đốt liệu em. Bây giờ chị nói cưng hả, có cái gì đi nữa chị không không muốn ở đây nữa, chị nghĩ sao giờ chị đã hối hận, chị rất là ăn năn luôn á. Ôi không ấy cái đó chị với chị mình đa sáng đó... em dẫn chị về sớm cái đó chỉ là tiền biển thôi, tiền biển thôi. Giờ cưng dẫn chị về đi hết thôi, giờ như vậy thì cho cưng một viên emerald nè. Thôi chị mình đã vô ngủ đi, chị mình đã sáng ra em dẫn chị về. Nãy chị buồn ngủ lắm mà, giờ chị đi ngủ đi. Thôi mèo ơi, vô ngủ mèo ơi. Thôi đi ngủ đi, Duy Linh hỏi leo lên lên cọp rồi. Đi ngủ đi, đi vô ngủ. Ê, cái gì vậy? Leo mèo bên này. Đi vô ngủ nè. Cái leo mèo bên này. Không có, sao nghe xong câu chuyện đó, nghe không có đôi, không có cặp, nghe sợ lắm. Ê, già sợ. Trời ơi, trời, cái leo. Thôi tôi đi ngủ cái leo màu vàng của Linda. Về, chị ra đạp qua. Dạ, chị ngủ. Dạ, chị đạp đó, chị ngủ. Em quên chưa, dạ, dạ, chị vô cái leo của chị ngủ không? Vô, vô, vô. Mà thì chứ tôi kể câu chuyện đó tôi sợ ke mà chị Panda với mèo làm quá à. Cái chuyện lên thì có thật, tôi chỉ hù mèo chị Panda thôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đi về. Dạ chị mèo mà. Cái bây giờ chị không dám ngủ mình ngủ. Dạ chị về không? Em giỡn với chị. Vô ngủ lẹ đi, mai về sớm. Mệt ghê á. Chơi gì mà đi nhanh dữ vậy, bà nội không chờ gì hết trơn vậy. Ui, cái gì vậy? Ôi, 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 có cái tiếng gì vậy? Trời, đang ngủ tôi nghe một cái tiếng gì mà là á gì trời. Trời ơi, vụ gì mèo 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 vậy mèo ơi, dậy 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 dậy. Ngủ cái gì vậy con? Chị Panda, chị Panda ơi, dậy dậy dậy. Hả? Cái gì vậy? Chị Panda đâu mất tiêu rồi mèo. Ủa? Chị Panda? Ừ, hồi nãy đang ngủ tôi nghe một cái tiếng, cái gì mà ai la một cái tiếng quá là lớn luôn. Ủa? Không lẽ đó là tiếng của chị Panda hay sao? Ủa, chị Panda mất tiêu rồi, không lẽ cái tiếng la là tiếng của chị Panda thiệt hả? Đi kiếm chị Panda đi mẹ, chị Panda chị Panda. Chị Panda mới đi toilet rồi, vô trong đó, vô trong rừng trong rú rồi bị mấy con côn trùng nó cắn. Trời ơi, tôi sợ chị Panda bị bắt cóc rồi à. Đi kiếm chị Panda thử coi. Đi đi đi. Rừng thiên nước độc kiểu này ai đâu mà bắt nhái bắt cóc chị Panda. Trời ơi trời ơi. Gì vậy? Cái khói vậy? Lục ở đây coi. Không có luôn. Chị Panda ơi. Hình với một cái chị Panda, chị Panda đâu rồi? Ủa nè, chị Panda, chị Panda nè. Ủa sao chị Panda nằm trong bụi lùm vậy trời? Ủa? Vậy chị Panda. Trời ơi. Bà Panda mới chui vô bụi lùm mà nằm mà ngủ nè, nữa rồi. Ông có để ý không hết. Cái gì? Bà Panda bà khoái ngủ bờ, ngủ bụi hay là ngủ nhà, ngủ vườn? Đúng luôn. Lúc nào tôi cũng thấy bà Panda đây, bà cứ bụi lùm là đi đâu? Đúng rồi. Chị Panda thích nằm bụi lùm lắm. Ủa, vậy kìa. Vậy chị Panda. Bệnh vậy chị Panda. Gì vậy? Chị Giang hả? Bị ngất xỉu ở đây mà hai người còn đi nói xấu chị nữa. Thôi, chị ngất xỉu nói xấu chị cũng nghe đây chị Panda. Mặt bà có xấu gì đâu? Trời ơi. Ủa mà sao chị chui vô bụi lùm chị nằm vậy, bộ trong lều không đủ mát hay gì chị Panda? Nghen, tự nhiên sao chị vô đây chị nằm ta? Để chị hồi tưởng rồi coi. À nhớ rồi. Trời ơi hồi nãy chị đang ngủ á, tự nhiên có người kêu chị đi chơi không, đi chơi không. Rồi chị ham vui quá chị đi vậy? Ủa? Tôi đi chơi. Ai rủ chị? Thấy đâu có gì vui. Mà cái team mình có ba người ở đây mà ai rủ chị đi chơi chị Panda? Hey, đúng rồi, con nói chị mới nhớ. Cứ leo lên đây con đứng đi hút, con leo lên cái lóc thì đứng lên. Đứng đây chị dạ. Chị đó, cái tự nhiên chị đi theo tới đây đúng không? Em đang bình thường, đang là người bình thường, tự nhiên cái bụng một cái cổ chà bá luôn. Trời ơi, tự nhiên ê, em nói với em là nãy giờ chị kêu em đứng cái chỗ mà của cái con mà chị thấy chị Panda. Ơi, người chị cái con gì vậy? Ui, cái tiếng gì vậy? Cái gì vậy? Cái tiếng gì mèo nghe không? Tiếng gì? Tôi nghe tiếng cười rõ ràng kìa, chị Panda với mèo có nghe không? Nghe chứ, nghe chói tai luôn rồi. Tiếng gì vậy? Ui, trong rừng có ai kìa mèo? Ủa, ai vậy? Có lẽ nào? Chính là nó. Từ đó mà nó chủ đi chơi. Trời ơi, nó là cái con cổ dài đó, chạy đi nào, chạy đi chị Panda. Chạy đi, chạy đi, chạy đi lên. Trời ơi, sao mà trong làng của mình có một cái con cổ dài vậy? Trong mình có đại con kiến. Thôi giờ ngủ, giờ ngủ, giờ bộ ngủ. Ngủ. Ôi, ba ngủ được. Ôi trời. Cái gì? Ôi, nó đi vòng vòng liều của tôi hết rồi. Quẩy quẩy rồi kìa, nó đi vòng vòng cái liều của mèo kìa. Ôi trời, ghê quá. Cứu tôi với, tôi sợ nó đi vòng vòng. Nó rồi, nó rồi. Tôi không biết nữa. Nó đâu mất tiêu rồi ta. Ui, nó kìa, nó nhìn cái liều của mèo hả? Sợ quá. Trốn cái mèo, trốn cái mèo. Trốn đi. Trốn sao được, giờ cái liều gì sao trốn.
nó đang đứng ở đây. Ê, nó bắt bẻ mèo của mèo rồi, chạy qua đây, chạy qua đây mèo. Tôi bảo vệ mèo, tôi bảo vệ mèo nè, cầm cây kiếm, cầm cây rìu lên nè, cầm cây rìu lên. À tôi có kiếm kim cương nè. Cầm lên, cầm lên, cầm lên. Mọi người ơi, mọi người ơi, quả này cứu chị đi. Nó qua cái rìu của bà Panda rồi mèo. Cầm cái rìu của chị hết ghê. Cứu lên đi chị Panda ơi. Đi đâu vậy? Ủa, quay lên thì ơi mèo. Cái cổ nó dài sầm mà cái mặt nó còn cười nữa. Ủa, nó cười kìa. Chị Panda, ở trong rìu đi, ở trong rìu là an toàn. Nó phá rìu với chị Panda rồi, chạy qua đây, chạy qua đây. Lắp lại, lắp lại. Đúng rồi. An toàn rồi mèo. An toàn luôn. Ôi, che cái lều như vậy là bảo đảm an toàn luôn, nó không có cái gì vậy. Ơi, nó lại gần nữa cái mèo ơi, nó đút cái đầu vô kìa. Cái đầu ra đi cái con nè. Bây giờ làm sao đây mọi người, mọi người bình luận đi. Chạy cái gì mà chạy nước. Thì bây giờ cái liều cuối cùng chạy ra nó quánh nó rồi sao chị Panda? Một hồi nữa nó bỏ nó đi. Trời ơi, nó phá hư cái liều của tôi luôn rồi. Chạy ra biển nào. Chạy đi. Lên cái thuyền mèo ơi. Lên cái thuyền kìa. Chị Panda ơi, ở đây có hai cái thuyền à. Chị ở lại chung với nó đi chị Panda. Chị Panda ơi, tạm biệt chị. Chạy đi mèo ơi, chạy đi. Chèo thuyền mà lên. Chị Panda ơi, ở đây có một cái thuyền thôi. Tội nghiệp chị Panda quá. Ôi, nó cắn chị Panda rồi mèo. Ôi, nó tới chỗ mình á. Chèo ra mèo ơi, chèo ra xa đi. Chèo lẹ đi mèo ơi, nó dí theo sau lưng kìa, nó tính bơi ra kìa mèo. Chèo ra xa ra như vậy nè nó. Qua bên cái đảo bên kia luôn đi hết rồi, chị Panda xịt khói rồi. Nhìn lên. Ơi, con nó còn ráng dí theo mình nữa. Nó ráng bơi theo mình kìa mèo. Cái đồ xấu xa này, cái gì vậy? Sóng thần đang ập tới. Rồi, nó con nó rồi mèo ơi. Sóng thần đang ập tới nè. Rồi, xong luôn. Sóng thần ập tới là kìa con trai. Chạy đi đâu hả? Ơi, cái bà này bà cổ dài. Sóng cuốn nó luôn kìa. Ôi, cuốn trôi lên luôn mèo ơi. Xịt khói luôn kìa. Trời ơi, cái sóng này mạnh như vậy. Hồi sáng tụi mình bị sóng cuốn một phát, bể luôn cái thuyền luôn. Mà bây giờ nó mày đang đứng trong đó, hàng gì nó bị xịt khói là phải rồi mèo. Mệt quá. Sóng thần không tới chỗ của mình. Đúng để rồi. Chèo nước chị Panda về. Ôi ơi, chèo chèo nước chị Panda về. Chị Panda ơi. Em thương chị lắm, em đi kiếm chị đây. Ôi từ, đừng có chèo vô sóng thần mèo ơi. Chèo vô một cái là sóng cuốn mèo đi luôn á. Chèo lên đây nè. Đó. Qua đây. Chị Panda ơi, em vô đón chị về này, bắt công chị hành cái con cổ dài giống nó lắm. Chưa xuống mèo ơi, vô đón chị Panda về. Chị Panda ơi. Trời, bả nằm ở đó kìa mèo. Đâu? Kè bả nằm kìa nữa, lại nằm bờ nằm bụi nữa rồi. Về dậy dậy ông cháu ơi, về. Một lũ hết nè. Dậy đi em đưa chị về nè. Về. Mỗi lần mà mình đi cắm trại lúc nào cũng gặp biến á mấy bạn ơi. Về chị Panda, về. Bỏ lên. Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với hình phong mỹ tục của Việt Nam.